Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài 17 trong vở bài tập toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức về cuộc sống. Đó là hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Bây giờ cô và các bạn chúng ta cùng làm bài số 1, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Người ta cho các bạn hình ảnh một hình tròn. Đây là hình tròn đây các bạn, hình tròn. Cái điểm ở chính giữa thì người ta gọi là tâm. Như vậy tâm của hình tròn ở đây chính là tâm Y. Hình tròn này có tâm là Y. Được chưa? Điểm chính giữa. Như vậy hình tròn tâm Y. Tâm Y. Bán kính. Bán kính là gì? Bán kính là cái đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm nào đấy nằm trên cái đường tròn này. Đấy. Đây chúng ta có một hình tròn đúng không? Như vậy các em xem thử những điểm nào nằm trên hình tròn đây. Chúng ta có điểm A, điểm B và điểm C. Nhưng chúng ta có 4 điểm nằm trên hình tròn là A, B, C, D. Nhưng mà bán kính thì là phải là đoạn thẳng nối từ tâm đến các điểm nằm trên hình tròn hoặc trên đường tròn. Như vậy nối từ tâm đến các điểm thì ở đây chỉ có hai cái đoạn nối từ tâm đến các điểm nằm trên hình tròn thôi. Đó là đoạn IA và đoạn IB thôi. Vì sao cái đoạn này không gọi là bán kính? Bán kính tức là phải bắt đầu nối từ tâm này đến một điểm nằm trên cái đường tròn này hoặc là trên hình tròn này. Nhưng mà cái này nó không nối từ tâm, như vậy đoạn này người ta không gọi là bán kính. Chúng ta chỉ có là đoạn IA và IB được gọi là bán kính. Như vậy chúng ta có bán kính là IA và IB. Tiếp theo sang cái hình tròn thứ hai. Hình tròn này có tâm chính là điểm chính giữa đây, chính là đường tròn, hình tròn tâm O. Hình tròn tâm O. Bán kính là gì? Bán kính là cái điểm nối từ tâm đến các cái điểm nằm trên hình tròn, nằm trên hình tròn. Như vậy trên hình tròn này là có điểm M và điểm N, và người ta đã nối từ O đến M và O đến N. Như vậy thì đây người ta có hai bán kính. Nhá. Còn cô nói các bạn vì sao bên này CD không được gọi là bán kính? Bởi vì muốn bán kính thì bắt buộc là nối từ tâm đến một điểm nằm trên hình cơ, phải nối đến đây cơ. Hoặc là nối từ đây đến đây thì nó mới là bán kính cơ. Còn hai điểm này thì không phải là bán kính. Đấy, đây thì có cái này là tâm rồi. Và cái tâm này nối đến điểm M nằm trên hình tròn. Và tâm này nối đến điểm N trên hình tròn. Như vậy chúng ta có hai bán kính là OM và ON. Đường kính là gì? Đường kính là một cái đoạn thẳng cắt cái hình tròn tại hai điểm, cắt hình tròn tại hai điểm và đi qua tâm. Như vậy chúng ta thấy MN này, nó cắt hình tròn này tại hai điểm là điểm M và điểm N và nó có đi qua tâm. Như vậy cái đoạn thẳng MN này người ta gọi là đường kính. Vậy đường kính ở đây chính là MN. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các bạn hãy dừng lại làm xong bài tập số 1 nhé. Cô chuyển bài tập số 2 như sau. Để làm bài tập số 2, các bạn dùng cho cô một cái compa. Để chúng ta vẽ cho cô một cái đường tròn. Vẽ vừa phải, không có là nó lại bị... Đây, cô đang lường như thế nào để nó không bị cắt ở phía trên và cũng không cắt vào phía dưới các cái dòng đấy các bạn. Đấy. Như vậy bây giờ các bạn này, chúng ta sẽ các em sẽ tì vào cái chân sắt này của cái eke này của cái compa này, bắt đầu chúng ta xoay. Đấy, các em xoay. Các em tì cố định nhá, không để nó không để cái chân nó bị lệch. Khi mà các em làm lệch cái chân đấy thì chúng ta cái hình tròn của chúng ta nó sẽ bị xoay đấy, nó sẽ không tròn nữa, đúng không nào? Đấy, các em sẽ tập xoay nhiều lần vào. Trước khi các em đặt bút vào các em xoay thì các em hãy tập xoay nhiều lần vào ở ngoài giấy nháp đã. Vậy chúng ta có cái điểm chính giữa này thì người ta gọi là tâm. Đây, cái điểm mà chúng ta vừa đặt cái chân bằng sắt
của cái compa đấy thì chúng ta đặt đấy là tâm. Như vậy tâm đường tròn là tâm Y. Cô đánh dấu đây là điểm Y. Đấy. Sau đó vẽ bán kính IM. Vậy bán kính là gì? Bán kính là một đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm nào đấy nằm trên đường tròn. Vậy kem lấy một điểm bất kỳ, kem có thể lấy ở đây, ở đây, ở đây. Kem lấy bất kỳ điểm nào nằm trên cái đường tròn này đều được cả. Đấy, ví dụ như cô lấy điểm Y ở đây. À, cô lấy điểm M nằm đây. Đấy, điểm M kem thích lấy điểm M ở bất kỳ vị trí nào trên, miễn là nằm trên đường tròn này đều được cả. Vậy bây giờ kem nối từ Y đến M thì chúng ta sẽ được bán kính là IM. Bán kính là gì? Bán kính là một cái đoạn thẳng nối từ tâm Y đến một điểm nằm trên cái đường tròn. Như vậy chúng ta được bán kính IM. Rồi tiếp tục vẽ đường kính AB. Đường kính là gì? Đường kính là một cái đoạn thẳng mà nó cắt cái đường tròn tại hai điểm, đi qua tâm. Đi qua tâm này. Đường kính là cũng phải đi qua tâm mà bán kính cũng phải đi qua tâm. Đường kính đi qua tâm và cắt đường tròn tại hai điểm. Như vậy kem đặt thước này. Đúng không? Kem đặt thước. Kem kéo từ phía bên này này sang phía bên này để nó cắt đường tròn tại hai điểm mà. Như vậy chúng ta sẽ được đường kính AB đây. Đấy, các bạn có rất là nhiều nhá. Cái điểm M này kem có thể đặt ở đây được không? Được thì kem sẽ nối Y với M lên đây này. Nếu bạn nào đặt M sang đây thì chúng ta nối đây IM đây này. AB như thế này, hoặc là nếu bạn nào không thích vẽ AB như này, kem đặt xiên như này được không? Kem đặt như này để kem nối từ đây lên đây này. Đấy, chúng ta có AB cũng được. Chúng ta có rất là nhiều các cách. Hoặc là kem đặt thước như này đúng không? Các bạn nối từ trên này này, miễn là đi qua điểm Y và cắt cái đường tròn này tại hai điểm thì chúng ta sẽ được là cái đường kính AB thôi. Đấy, kem có rất là nhiều cách cắt, cái cách vẽ khác nhau nhá. Riêng cái phần đường kính và bán kính này chúng ta có rất nhiều các cái cách vẽ. Xong được hai bài tập số 1, số 2, tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 3 như sau. Những bạn nào mà chưa vẽ được thì các bạn hãy dừng lại vẽ cho xong hai bài tập này. Cô chuyển bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu các bạn là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong mỗi hình tròn bên, trong hình bên thì có 3 cái hình tròn. Kem thấy đường hình tròn tâm A, hình tròn tâm B và hình tròn tâm C. Mỗi hình tròn đều có bán kính là 9 cm. Chú ong bay đi lấy mật từ điểm A đến điểm C theo cái đường gấp khúc là chú ong sẽ đi theo đường này ABC. Vậy chú ong đã bay bao nhiêu cm? Vậy người ta có nói các bạn là mỗi cái đường tròn này có bán kính 9 cm. Bán kính là gì? Bán kính là khoảng cách từ tâm cho đến một điểm nào đấy nằm trên cái đường tròn đúng không? Như vậy chúng ta có, đây là một điểm nằm trên đường tròn này. Cái điểm này nằm trên đường tròn A. Và cái điểm này, chính cái điểm này cũng nằm trên đường tròn B. Rồi cô lại có đây một điểm nữa. Cô gọi điểm này là M đi. Cô gọi điểm này là M đi. Thì cái điểm M này vừa nằm trên đường tròn A, cũng nằm trên đường tròn B, bởi vì hai đường tròn này cắt nhau tại điểm này mà. Cô gọi là điểm này là điểm N. Thì cái điểm này nó là vừa nằm trên đường tròn B, đúng không? Nằm trên đường tròn B. Và cái điểm này cũng nằm trên đường tròn C. Vậy thì khoảng cách từ tâm này đến một điểm nằm trên đường tròn thì người ta gọi là bán kính. Như vậy bán kính của cái ba đường tròn này đều bằng nhau, đều bằng 9. Như vậy cái khoảng cách từ đây đến đây là bán kính này, thì chính bằng 9 cm. Ta có cái đoạn này bằng 9 cm nhá. Đây, cô nghiêng nghiêng một chút như này, cô viết nhá. Đây, cái đoạn này bằng 9 cm này. Đoạn từ đây đến đây là 9 này. Cái bán kính này cũng bằng 9. Bán kính của cái đường tròn này cũng bằng 9. Đúng không? Đấy, cái này, cái bán kính này bằng 9 cm. Cái bán kính này cũng bằng 9 cm. Bán kính là 9 cm cả. Như vậy ta có đoạn này cũng là 9 cm. Và cái đoạn này cũng là 9 cm. Như vậy tất cả các bán kính ở đây người ta đều cho bằng 9 cm. Như vậy cái đoạn từ đây đến đây là 9, từ đây đến đây cũng 9. Như vậy cả cái đoạn AB này sẽ bằng 9 cộng với 9, cộng thêm 9 nữa. Đấy, cái độ dài của BC thì chúng ta lại có 9 cộng với 9. Như vậy
Để bay từ A đến B qua C thì chúng ta sẽ có này 9 cộng thêm 9 cộng thêm 9 và cộng thêm 9 cm. Như vậy có 4 con số 9 cộng với nhau thì các bạn sẽ lấy là 9 kem nhân với 4. 9 x 4 thì bằng 36 cm. Hoặc các bạn cộng như sau. Ta có 9 cộng với 9 bằng 18. 18 cộng 9 bằng 27. 27 cộng thêm 9 nữa bằng 36. Hoặc bạn nào nhẩm là lấy 9 nhân với 4 bằng 36 cm. Vậy chú ong đã bay 36 cm. Đấy, vậy chú ong đã bay là 36 cm. Phép toán ở đây các bạn có thể lấy là 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9. Hoặc kem lấy 9 nhân 4 để bằng 36 cm đều được. Trên đây cô và các em đã vừa đi xong được bài 17 trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô hãy giới thiệu bạn bè của các em và YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để chúng ta xem thêm các video miễn phí khác trên kênh cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.